em Rick với lại Lê có rủ nhau tham gia cái dự án này không, hay là kiểu là tình cờ mình mời và mình gặp nhau trong dự án này? Chính xác là em có được biết về cái bộ phim này và em cũng khá là ậm ừ cho tới khi mà em biết là có Miu tham gia. Thì em nghĩ là thôi mình enjoy với người bạn của mình thêm thử cho một cái dự án phim xem như thế nào. Mặc dù lúc đó em cũng thấp thỏm lắm, tại vì Miu là một người chuyên nghiệp rồi mà mình là một tay ngang vậy mà khá là lo ấy. Cho nên là bản thân em nghĩ cũng đắn đo khá nhiều, nhưng mà rốt cuộc là em vẫn nhận tham gia bộ phim này. Là cảm nhận bởi vì có Miu đây. Dạ vâng. Em chia sẻ thật luôn nhé, là đầu tiên á là dự án này là em từ chối vì là cảnh nóng nó là cái blacklist của em. Nhưng mà sau khi em suy nghĩ lại thì cái nhân vật này đối với cái mong muốn của em trong cái sự nghiệp làm nghề á, nó chính là cái thứ mà em tìm kiếm lâu nay cho cái mood nhân vật như thế. Thì cũng nói chuyện với bản thân mình khá lâu, khoảng độ 10 ngày 2 tuần gì đấy, và tự thuyết phục bản thân mình thì sau đó thì quyết định tham gia. Thì em chia sẻ cái chemistry giữa vai của em Rick á, thì thật ra hai cái vai này họ không có cảnh nóng hay là những cái gì đó quá táo bạo, nhưng ở họ nó là kiểu real love á. Em nghĩ là chemistry giữa em với anh Rick là tốt nhất rồi. Chứ giờ để em có một chemistry với một nam nào khác thì em nghĩ không phù hợp. Với cả là em nghĩ là cái sự tương tác ngoài đời của bọn em nó cũng khá ổn rồi ấy. Nên là nếu mà cứ đưa như thế vào phim và kiểu mình tô vẽ thêm cho nó thì nó sẽ rất là phù hợp với nhân vật của phim ạ. Nhưng mà cái chemistry của hai người thật sự là nó không tới ấy. Có phải là do vì hai bạn là bạn không? Vậy thì đây là chắc là lỗi của bọn em đi. Thì coi như là đây là bài học của bọn em, thì bọn em sẽ khắc phục sâu sắc và ghi nhận. Tại vì có những cái thứ mà mình nghĩ mình chưa chắc đã làm được, nhưng mà qua cái góc nhìn của mình thì mọi thứ nó không có đúng. Mình phải xem feedback của mọi người như thế nào rồi từ đó mình nhìn nhận lại. Thì hôm nay em nghe mọi người feedback như vậy thì một bài học để mà sau này lỡ như có cơ hội nào mà hợp tác trong bất cứ dự án nào thì bọn em sẽ khắc phục cái điều đấy. Nhưng mà Miu với anh Rick có yêu cầu là đạo diễn là hạn chế những cái cảnh thân mật đụng chạm giữa tôi với anh Rick? Dạ không, như hồi nãy em nói hai cái nhân vật này nó là như thế. Em chỉ tiếc một điều thôi. Thật ra là vì mình không được làm đạo diễn, vì mình không được là người quyết định nên cái cấu trúc của bộ phim này. Thì từ đầu á, khi mà ngồi nói chuyện với anh Thắng, Miu có nói những cái điều như là em cảm giác như phân đoạn giữa My và Hoàng thiếu, nó không đủ để phát triển nên câu chuyện tình yêu của hai người này. Hai người này là xây dựng là kiểu true love và kiểu là một cái quá trình mà để như là tôn thờ về tình yêu á, thay vì là như giữa Miu và Lãnh Thanh á, nó là về xác thịt, nó là về những cái mà cảnh nóng thứ. Thì hai cái tuyến nhân vật của My và Hoàng nó là tình yêu. Miu có feedback với anh Thắng là phân đoạn giữa hai người này nó đang bị thiếu để mà đi lên một cái đường dây khiến cho khán giả tin. Thắc mắc đó của mình cũng khó giải quyết, tại vì nó không phải là câu chuyện của riêng, nó là câu chuyện của nhiều thứ tạo nên. Thì cái điều mà hối tiếc nhất trong bộ phim này của em là cái điều đó. Miu thì cũng phải lâu rồi mới quay trở lại điện ảnh. Thì khi mà em quyết định chọn cái dự án này ở trong đó thì em có đặt ra một cái kỳ vọng, hoặc là em có cảm thấy áp lực khi mà phim ra thì người ta nhận được là Miu như thế nào sau một loạt phim rất là thành công với em hay không? Dạ. Còn với Rick đó là trước em có đóng một bộ phim rồi mà chỉ rất tiếc là phim đó nó hơi thảm họa. Cho nên là khi mà em đóng cái bộ phim này với cái tuyến nó dày hơn thì em có sợ một cái điều gì đó hay không? Dạ, thưa chị, nếu bản thân em nói em không sợ là hoàn toàn nói dối, em rất lo luôn. Từ sau bộ phim đó thì em mới nhận ra một điều là mình phải đọc thật kỹ kịch bản và xem tính cách nhân vật và cách mình có thể diễn được cái nhân vật đó hay không, đó là điều rất là quan trọng. Và sau cái bài học đó thì khi mà em nhận được kịch bản này thì em lăn tăn nói chung là nhiều. Cái việc mà lời đề nghị của Miu chỉ là một cái cú đốc thúc để em có thể chấp nhận cái việc là mình phải cải thiện nó trong xuyên suốt cái bộ phim này. Cho tới bây giờ bản thân em vẫn còn cái nỗi lo đó. Bởi vì em biết là khi mà mình làm việc với những người bạn diễn, người chuyên nghiệp khác á, thì người ta sẽ đặt có những cái kỳ vọng cao hơn. Và mình là một cái nhân vật mới vào thì mình làm sao để mình có thể đu lên kịp để cái tuyến diễn của mọi người á, cách diễn của mọi người, cái thái độ mọi thứ, thì đối với em đó là một cái điều nó vô cùng khó khăn luôn. Trong cái kịch bản á, thật ra là em cũng thích cái vai của Phương Anh Đào từ trước, nhưng mà chẳng qua là thua một cái cuộc chiến thôi, đúng không? Yeah. Nhưng mà trong cái kịch bản lại không có một cái chi tiết nào cho thấy là em cũng đã từng phương vấn cô này á, đó là có phải là một cái sự điều chỉnh kịch bản hay là như thế nào, là trong bộ phim này tôi sẽ không cảnh nóng thân mật cảnh nóng với ai hết là dạ. Yeah, thật ra thì bản thân em cũng có những cái gu của em rất là ngại lắm cảnh nóng. Đó không phải là thế mạnh của em. Em có thể hình dung được gương mặt diễn xuất tất cả mọi thứ, em sẽ không diễn ra được điều đó. Thứ hai nó cũng là cái việc là em nghĩ do kịch bản từ ban đầu là như vậy.
Thì những cái phim trước á, thì em cũng có phim thành công, cũng có phim không. Thì nó vô tình tạo nên rất là nhiều áp lực cho em. Với là cũng một khoảng thời gian dài là 3 năm hơn rồi không tham gia phim. Thì khi em nhận bộ phim này á, là em chuẩn bị tâm thế 50-50. Tại vì mong muốn của em á, lý do 3 năm hơn đó, 4 năm đó em không đóng phim vì em không tìm được vai diễn nào đúng với cái mong muốn của mình. Cho tới cái vai này thì em lại thấy là nó đây rồi, nhưng mà nó lại phạm phải cái điều tối kỵ của em cạch đầu dòng đầu tiên về tiêu chí đóng phim, đó là cảnh nóng. Và khi mà em nói chuyện được với bản thân mình xong xuôi rồi thì mình nhận lời. Nhưng mà tâm thế của em là 50-50. Vì sao? Vì là sau tất cả mọi thứ, mọi dự án xảy ra rồi á, có những cái dự án mình rất là kỳ vọng nhưng mà nó lại không được như mình mong muốn. Thì em nghĩ là ở cái dự án này mình nên chuẩn bị sẵn cái tâm thế cho mình, tại vì nó cũng là một cái gì đó, một cái hình ảnh mà mọi người chưa từng thấy của em. Vì fan và khán giả của em từ xưa giờ quen với cái sự hồn nhiên dễ thương, hùng điên nhảm nhí rồi. Bây giờ một cái sự cảnh nóng này nó là một cái gì đó nó rất là lucky number luôn, để cho mọi người phải đặt dấu chấm hỏi luôn á. Thú thật là khi mình chấp nhận đóng cảnh nóng rồi á, trong lòng em biết là mình sẽ chắc chắn là làm không tốt bằng người ta rồi. Tại vì những cái gì mà em làm là cố gắng hết sức rồi. Nhưng mà em thừa biết là nếu mà đặt một cái diễn viên khác vào những cái cảnh nóng này họ sẽ làm tốt hơn. Và khi cái ngày quay cảnh nóng xong á, em ra em có đứng một góc một mình và em kiểu buồn. Vì kiểu mình đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà mình biết là nó không tốt. Thật ra cảnh nóng trong cái bộ phim này quay rất là tiết chế và hầu hết là che chắn rất là kỹ. Đó là thỏa thuận của em. Thật ra là có rất là nhiều bộ phim trước đó có cảnh nóng mời em thì họ là đặt vấn đề là em yên tâm đi, em không phải đóng, có người đóng thế. Nhưng mà em lại hỏi ngược lại họ là nhưng mà câu chuyện ở góc độ khán giả khi họ nhìn vào ở đó, họ đâu quan tâm ai đóng thế đâu, họ chỉ nghĩ đó là Miu Lê đang đóng mà. Như bộ phim này cũng vậy, như là những cái lúc mà va chạm trực tiếp với Thanh, thật ra là hôn Thanh thôi đã là một cái điều mà em rất là ngại luôn rồi. Một cái người lạ, tuy là em rất là quý Thanh luôn nhưng mà em rất là áp lực cho những cái ngày quay đó. Em stress và em mất ngủ luôn, và khi mà quay xong về tối đó là em cũng thao thức luôn. Nhưng mà cũng là một trải nghiệm cho em. Nếu như mà nó thành công, nó được chấp nhận thì đó là coi như là một bước ngoặt mới của em. Còn mà nếu như phản ứng của khán giả chưa được như mình mong đợi thì đó cũng như là một bài học dành cho mình. Mình áp lực như vậy với mình cái cảm nó thì mình có thể quay đi với lại không? Dạ cũng may là không nhiều đâu chị ạ, 2-3 lần thôi. Thường là khách đầu tiên là không sử dụng được, là nó là do góc quay rồi máy móc, đèn điếc các thứ. Thường là khách thứ hai là dùng được. Với cả là cái những cái phân đoạn về cảnh nóng á, từ đầu em có thỏa thuận là em muốn nó tương đối rồi, ẩn ẩn hiện hiện thôi, chứ nó đừng có làm một cái gì đó sôi thịt quá. Ví dụ mình có diễn không tốt á, mình vẫn có thể băm sụt ra để mà lấp liếm được. Nên là cái những cái cảnh nó quay cũng không bị quá nhiều thách đâu ạ. Với những cái cảnh nóng như vậy em có thể chia sẻ với gia đình? Dạ không, em là một người làm nghề là độc lập, bản thân mình tự quyết định tương lai của mình. Gia đình chỉ là cái hậu phương đằng sau ủng hộ khi em thành công, rồi khi em thất bại thì cũng đó cũng là cái chỗ mà để cho em rút cái tâm sự của mình thôi. Em có chia sẻ với mẹ? Em không dám, em không dám mở miệng ra nói mẹ ơi phim này con đóng cảnh nóng nha. Em cảm giác nó bị cấn cái quai hàm này, không nói được. Mình tự quyết và mình tự làm. Em nghĩ là mẹ em sẽ không nói gì vì mẹ em luôn tôn trọng những cái quyết định làm nghề của em. Chị biết Miu á là một streamer thứ thiệt, tức là body mình cũng đẹp rồi. Dĩ nhiên là khi mà lên khung hình điện ảnh thì nó sẽ có đặc tả, nhất là ví dụ như phần 1, phần 2, phần 3 cho thấy là cái cô này hấp dẫn như thế nào, cho nên là anh Hoàng cũng mới mê ra sao đó. Yeah. Em có phải chăm chút nhiều hơn cái quá trình để cho cái ngoại hình nó hoàn thiện hơn? Dạ thì thật ra là em phải giảm cân. Bất cứ dự án nào trước khi mà vào dự án em cũng phải giảm cân hết, vì em là một người ăn rất là nhiều và em rất là dễ tăng cân dễ mập. Nhưng mà cái vai em muốn chọn cho cái nhân vật này nó không phải là một cái cô ngực mông. Em vẫn muốn pha một cái gì đó Miu Lê vào trong đó, đôi lúc tinh nghịch, đôi lúc dễ thương, đôi lúc đanh đá. Em muốn nhân vật này là một cô tắc kè hoa á, chứ em không muốn đóng khung. Tại vì sao? Vì bản thân mình cảm giác là cái màu riêng của mình nó quá đậm đi. Để mà em tự do diễn theo đúng như em muốn, chắc chắn nó sẽ là cái mút bà nội, chắc chắn nó sẽ là cái mút Miu Lê luôn. Và nếu mà như vậy thì em thất bại. Nên là em muốn tô vẽ cho cái nhân vật này nó đủ sắc thái hết để mà lấp liếm đi cái điều đó. Theo mình đoán thôi nha, cái việc mà Miu đóng cảnh nóng nó sẽ làm thay đổi mọi người, nó làm xáo trộn trong cái sự cân bằng bên trong bạn. Thì lúc mà bạn về bạn có những cái phản ứng ngược hay là bạn nghĩ về nó quá lâu quá nhiều? Dạ có nhiều,
đến khi phim đóng máy luôn rồi Miu vẫn bị ám ảnh những cái cảnh đó. Đúng cái từ ám ảnh nghe có vẻ nó ghê gớm nhưng mà thật sự là ám ảnh, vì một cái điều mà mình nghĩ là mình sẽ không bao giờ làm á, nhưng mà mình trải nghiệm nó xong nó cứ quanh quẩn và nó cứ mắc kẹt trong đầu mình rất là nhiều. Tuy thì mỗi ngày nó sẽ mổ giảm nhưng mà đó cũng là một cái trải nghiệm tạm gọi là thú vị đi. Sau khi mình vượt qua được nó rồi thì mình nhìn nhận lại mình sẽ gọi là tạm gọi là thú vị. Chứ nếu mà ở trong cái giai đoạn mà mình đang khủng hoảng nó thì Miu hơi bị mất cân bằng năng lượng một tí. Sợ, rất sợ luôn. Sau này nếu như cái vai diễn nó đủ thuyết phục thì ok. Còn mà cái vai diễn đó không thuyết phục thì chắc chắn là say no rồi đó. Miu nghĩ là những cái sự hy sinh của mình nó phải xứng đáng. Có một cái quá trình làm quen giữa mọi người với nhau thì không biết là Rick với Miu mình thân như vậy rồi, hai bạn có phải trao đổi và trò chuyện với nhau thường thiểu để thắt chặt cái chemistry ở trong cái phim này không? Em nghĩ là có, tại vì Miu luôn phải làm việc tâm lý của em với em rất là nhiều. Trước khi em vào một phân cảnh nào đó thì em luôn hỏi ý kiến Miu là khúc này anh nên diễn như thế nào thì ít ra Miu có người kinh nghiệm hơn. May mắn thấy có những cái em cảm thấy là mình làm ok, có những cái mà em làm xong thì em sẽ luôn đặt những cái câu hỏi tại sao khúc này tâm lý nhân vật nó không giống như em nghĩ với cái tuyến đường như vậy. Cách làm việc giữa em với Miu là Miu luôn là người chủ động cho em những cái lời khuyên. Nhưng mà cái cảnh hôn lúc đó ai chủ động ai bị động? Em nghĩ cái này em bán cái cho Rick trả lời là đúng hơn. Thật ra thì nhân vật nam thì Hoàng là một cái người sẽ là có tình cảm với bạn nữ này, thì em là người chính là em là người chủ động. Nhưng em không biết nó cấn cái gì ở em á, vì mình chưa bây giờ mình hôn cái người bạn này của mình, và điều đó nó làm mình rất ngại luôn chị. Đó là first time của em luôn, first time của em với một bạn nữ trên điện ảnh như vậy, cho nên là nó vẫn có cái gì đó. Hôm sau mình còn bị đứng hình nữa, là không biết mình làm điều này nó đúng hay sai với ta. Đó là như vậy. Và thật ra cảnh nó không được quay nhiều đó, chỉ được quay 2 lần. Lúc đó xong hai đứa nhận ra được một cái vấn đề là mình có thể làm tốt hơn, nhưng mà lúc đó không được làm lại. Đúng rồi, vì cái cảnh đó là tung bột lên đó mấy anh chị, reset lại rất là lâu. Thật ra mình cũng có rehearsal, nhưng mà mình không phải là rehearsal với con người với con người vậy. Là ví dụ em sẽ rehearsal với một tờ khăn giấy, là em sẽ ngồi tưởng tượng một cái người Miu ra để không bệnh vậy thì nó bệnh lắm, vậy thì nó kỳ. Mình không thể làm như vậy được. Với cái trải nghiệm của Rick đi thì lúc đó là mình phải đứng ở một cái góc tường và mình cứ tập chu mỏ làm sao, mà cứ tập chu mỏ làm sao khi hôn người ta mình không cảm thấy bị vồ vập ấy, và hôn làm sao cho lên màn ảnh nó đẹp đẹp, nó ok. Thì đó là với Rick thôi, còn với Miu thì biết. Miu thì Miu không tập, mà điều mà Miu đang tăng á, thứ nhất nếu như mà hôn mà chỉ nhẩm miệng lại xong rồi để dài không á, xù mà kêu mà cũng xù luôn. Cái mà em lo cho cái phân đoạn đó là cái mức độ mà mình tiết chế, mà mình sử dụng hình ảnh hình thể của mình như thế nào để mà cảm giác là ok, đây là một cái nụ hôn mà nó có cái sự hôn thì nó có tình cảm chứ không phải là đơn giản nó chỉ ham muốn. Nhưng mà cuối cùng thì sao, có sự hối hận chưa, bài học ở đây là gì? Cả hai vậy mà, cả hai luôn à. Chị không biết là trước cái bộ phim này là cái mối quan hệ là với nhau ra sao, và sau cái nụ hôn đó mình có cảm thấy suy nghĩ gì thêm về đối phương hay không? Em không biết anh Đức trả lời sao, nhưng mà em xin phép không trả lời câu hỏi này để giữ bình an. Với cá nhân Đức thì Miu giống như một người bạn thân, giống như từ học từ bé vậy. Mặc dù hồi từ bé không liên quan tới cuộc đời nhau cho tới bây giờ khoảng vài năm đây mới thân thôi, vài năm nay thôi, nhưng mà mình cảm giác đây là một người bạn nữ ở bên cạnh mình mà thân như vậy trong cả đời Rick không có. Thì đây là người đầu tiên thì mình có thể chia sẻ, mình có thể nói chuyện về những cái vấn đề, thậm chí là lâu lâu còn có hỏi về những chuyện cuộc sống, về gia đình, về tương lai, mọi thứ có thể chia sẻ như vậy. Bình thường Rick chỉ làm điều đó với lại những người con trai thôi, bạn thân là con trai thôi, tại vì nữ sẽ có những cái giới hạn nhất định. Mà với Miu thì Rick cảm thấy thoải mái, đôi khi cũng cảm thấy bất ngờ về cái chuyện mình dành cái một cái thiện cảm cho cái người bạn này, cho nên điều đó Rick nghĩ là khiến cho Rick với Miu có một cái chemistry tương đối, hai đứa cảm thấy tương đối trong ánh mắt nhau. Thế là bây giờ em nhìn Miu đây như là một người bạn trai hay là một người con gái? Dạ chắc chắn là nữ ạ. Chị tò mò về cái cảnh của em với lại Lãnh Thanh, sâu sát rất là lớn ở trên một cái dây văng ra, thì dạ. Khi mà mình diễn cảnh đó thì tụi em có còn cascader không? Dạ đoạn té là có cascader đó chị. Còn em mà té cái đó là chắc em không ngồi đây đâu. Chỉ có đoạn bầm dập te tua ở trên lầu thôi. Tới cái lúc mà đoạn bắt đầu em hất cái ghế anh ra ngoài á, thì cái đoạn đó là bắt đầu cascader mới là cái anh té. Và tụi em chỉ việc nằm trên cái lưới thôi. Cái cảnh nó quay chị ơi, chúng ta đi. Dạ quay em nhớ rõ là 6 take, nằm 6 take. Vấn đề nó không phải chuyện lâu hay không lâu, mà vấn đề là hình thể của mình lúc đó mọi thứ nó có matching với nhau hay không. Và em khá là lo chuyện đó, tại vì có những cú đấm, thanh đấm không có tới thì nhìn nó không có thật.
thì có vài cú em phải chịu thật. Xong cái đó thì cũng hơi lấn cấn, tại vì còn xuống dưới quay ở dưới cái lưới, quay cái dưới rồi rạch mặt rồi các kiểu. Thì đó là cách lần đầu tiên em cảm thấy anh đóng vai hành động mà em gây cực, và em thấy mới thấy thương mấy anh cascader. Em áp lực với tất cả mọi người luôn, tại vì em biết tất cả mọi người, những bộ phim mọi người đã đóng và đã thành công nhất định rồi, còn em chưa có một bộ phim nào thành công cả. Cho nên là mình bỡ ngỡ và khá lo. Khi mà đóng với Thanh, có một điều em rất thích, cái này không phải là nịnh, nhưng mà khi mà mình vào vai một người con trai mình đánh nhau ấy, cái cảnh đó đều chỉ là dù chỉ là diễn thôi, nhưng rất dễ cọc. Em thề là rất dễ cọc, mà tụi em mỗi lần tụi em xong một cái cảnh đánh nhau đó với nhau xong, hai thằng lại cười hì hì, lại bắt tay quay. Thì em cảm thấy rất là thoải mái khi mà vào cái vai đánh lộn đó với Thanh. Tại vì có những người họ sẽ không kiểm soát được, có thể chỉ đánh, chỉ quay một lần, hai lần, một lần thứ ba, kiểu gì chị cũng sẽ cọc. Nó rất là dễ tính con trai nữa. Thực ra là điều đầu tiên nói là bản thân Rick chỉ là người thích trải nghiệm thôi. Và Rick luôn biết mình giỏi ở điểm nào, cô làm ok ok ở điểm nào và kém ở điểm nào. Thì nói thật luôn, mình phải thừa nhận là diễn xuất không phải là thế mạnh của Rick. Thế mạnh của Rick là đẻ chữ và giai điệu thôi. Mình tương đối hài lòng với cái bộ phim này, bởi vì mình được tham gia với những bạn thân của mình và những người diễn viên gọi là có cái thành công đi. Thì không biết là em với Thanh bên ngoài có tương tác với làm việc với nhau nhiều chứ? Dạ, thì dự án này là lần đầu tiên em gặp Thanh. Tuy là trước đó cũng xem những cái bộ phim của Thanh, nhưng mà giống như Đào thôi, cũng xem Thanh qua những bộ phim và cũng biết trên mạng xã hội thôi. Thì khi làm việc thì cái lần đầu tiên gặp thì cái ấn tượng của em là em nói là uống này bị khùng hả ta, nó không giống như trong phim hay là những cái điều mà em biết về nó. Như là trước đó là Thanh là một người rất là điềm đạm về hình ảnh, mà ở ngoài nhìn khùng nhá, nhoi á. Cái lần đầu tiên em gặp nó em kiểu cái gì ta, ok không ta, kiểu vậy á, làm việc có ok không ta, tại thấy nó như này quá. Nhưng mà cái vô làm việc thì siêu, nên là rất là quý Thanh. Sau phim chị em vẫn liên lạc bình thường, vẫn hỏi thăm nhau. Hai người có trao đổi với nhau ở, ví dụ như chị cho em sẽ có vậy rồi xong rồi. Dạ có. À, cái ngày đầu tiên mà quay cảnh nóng ở bộ phim này em rất xui nhất. Có nghĩa là ngày đầu tiên em bấm máy là lao vào quay cảnh nóng luôn. Vì lý do bối cảnh cho nên là bị cái vấn đề đó. Chứ từ đầu em deal là phải cho em dừng làm quen với mọi người, dừng làm quen với Thanh, rồi hãy cho đóng cảnh nóng. Thì lúc đó nó smooth hơn. Mà vì cái bối cảnh đó là nó bị sự cố, cái nhà để quay là nhà mẫu người ta sẽ tháo, nên là dồn lên ngày quay. Nói như là cái phân đoạn đầu tiên của bộ phim này em quay là cảnh nóng, nên là em rất là sợ, nên là cái sự sợ hãi đó nó tăng lên rất là nhiều lần. Thì Thanh cũng trấn an em nhiều, cũng kiểu cầm vai của em lắc lắc như thế này, chị cố lên, tin em sẽ giúp chị vượt qua điều này, cố lên một lần thôi. Cái cảnh mà hai người đi vào phòng làm việc của Thanh ấy, chứ không phải là cái cảnh mà trong cái kho ấy. Cái cảnh mà xuất phát là hai người hôn nhau bồ bập xong rất là đáng sợ luôn. Đó là cái tâm lý của em, cũng như là khi mà mình bước vào bộ phim này mình chưa có một cái gì cả. Anh bước vào cái không gian hẹp. Đúng rồi, cái kho đó là những cái ngày quay sau rồi. Thì tự nhiên là ngày đầu tiên vô bấm máy, phân đoạn đầu tiên là vô cảnh nóng luôn, em bị sốc nhiệt. Cho nên nó mới hình thành cái tâm lý sợ hãi của em nhiều như vậy. Hôm nay là em cũng có chồng trên màn ảnh mấy lần, thì cho Kim Anh hỏi là Phương Anh Đào thấy người chồng lần này của em như thế nào so với những người chồng lần trước? Dạ, chồng em lần này thì chồng của Nhân Nhật Hà. Lần này thì chứ không phải chồng em. Chồng của Nhân Nhật Hà lần này thì thật sự là một chàng trai nhiều sức khỏe, nhiều muối. Nhiều muối mà cũng được gọi là các chị rất yêu và rất dễ thương. Làm việc thì rất là nhiệt tình. Thanh là một trong những viên nam mà em cảm thấy cái sự lăng xả của bạn xếp trong top đầu trong mắt của em. Nhưng mà Thanh cũng có những cái rất là dễ thương, nhẹ nhàng của một cậu trai mới lớn. Nên là trong suốt quá trình làm việc đó, tụi em thì cũng có những cái phải ngồi xuống với nhau để chia sẻ với nhau. Có những cái là mình phải thật sự là nói ồ, cái này nó phải như vậy, cái kia phải như vậy. Thì hai người trao đổi với nhau rất là nhiều. Em á, đã coi cái phim mà có Thanh đóng rồi đúng không? Dạ có. Thì tức là trong cái hình dung của em, Thanh là một người như thế nào, rồi khi mà gặp bên ngoài thì em thấy như sao? Trong hình dung của em nha, Thanh là một người rất là chịu khó, rất là trưởng thành, tại vì và cả rất là sắc sảo. Trước khi mà em được làm việc với Thanh, nhưng mà đến khi mà em làm việc với Thanh thì em cũng cảm thấy là bất ngờ ở bạn có những cái tính cách rất là trẻ con, rất là dễ thương. Cái sự mà lăng xả với nghề chắc chắn là không thể là bàn cãi. Còn lại thì cả hai đứa, những cái màn tương tác ở trong phim thì nhiều, và đa phần là mọi người cũng phải dùng lý trí để làm việc rất là nhiều. Sao phải dùng lý trí nhiều? Dạ, tại vì đa phần tên ngượng với nhau. Đều phải cố gắng là vượt qua cái cảm giác ngượng, cảm giác mà lần đầu tiên em tham gia một cái nhân vật mà vợ chồng á, nó đang ở trong cái giai đoạn là mặn nồng á. Mặn nồng ở khúc đầu rồi sau đó nó mới có những cái lấn cấn ở phía sau. Thì hầu như những cái phim ở trước đối của em thì cái sự tương tác của hai nhân vật
bắt đầu nhìn vô đã thấy cái sự rạn nứt hoặc là có cái gì đó rất là khó kết nối, thì em với Thanh ở trong đó là phải đưa cái tình cảm của nhân vật nó ở cái mức cao hơn một chút xíu. Thì cái đó là cái điều mà em cảm thấy hơi khó chút xíu. Thật sự là để xây dựng cái chemistry và cả cái mức độ tình cảm theo cái câu chuyện của cái nhân vật yêu cầu đối với em ở mức đó là cần nhiều thời gian thật sự. Nhưng mà kiểu hai người cũng phải trao đổi với nhau trước, làm quen với nhau trước đúng không? Thì cái quá trình đó mình có thể chia sẻ lại xíu không? Ở đoàn làm phim này và cả đạo diễn và sản xuất, mọi người rất là tâm lý khi mà biết là cái sự tương tác của dàn diễn viên chính ở trong phim á rất là gần và chằng chịt về cái mối quan hệ với nhau như vậy, thì mọi người đã phải có một cái buổi mời tất cả các diễn viên đi ra ngoài Vũng Tàu và ở đó 2 ngày để mổ xẻ cái kịch bản với nhau, xong rồi tạo nên cái sự gần gũi cho mọi người, có cái cơ hội để mọi người hiểu nhau hơn ở bên ngoài như thế nào, rồi mong muốn sao với dự án và cách mọi người tiếp cận vấn đề và xử lý vấn đề nó sẽ như thế nào. Chắc chắn nó chỉ một phần thôi, nhưng đó cũng là cái sự tinh tế và đầu tư về mặt thời gian của sản xuất và đạo diễn cho dự án á. Phim này á, em chọn cái vai này có phải là giống như nó là một cái bước chuyển mà Phương Anh Đào bắt buộc để dấn thân qua một cái hành trình khác để thấy một Phương Anh Đào khác trên màn ảnh không? Dạ chắc chắn. Cái sự phát triển nào của em ở trong phim ảnh thì nó cũng sẽ nằm ở trong kế hoạch của mình. Đương nhiên, ví dụ như 5 năm trước mình mới chặn nhỏ phim ảnh thì mình không mong muốn thể hiện những cái hình tượng như thế nào, những cái vai diễn ra sao, mức độ táo bạo của mình như thế nào. Thời điểm đó mình có dám gật đầu với những cái cảnh mà nó có cái biên độ dao động rộng hay không, thì rõ ràng là trong thời điểm 5 năm trước em không làm. Cái hành trình sắp tới, một cái chưa sắp tới của mình nó mở ra, đó là cái điều bắt buộc em phải đến mức độ đó và em phải trưởng thành và phải có những cái sự táo bạo trong cái cách mình nhận nhân vật hơn. Bởi vì cái con người em là cái con người của sự trải nghiệm, em rất là tham lam về mặt cảm xúc và em biết là cái hành trình của mình với điện ảnh, phim ảnh, cái sự nghiệp của mình sẽ còn kéo dài rất là nhiều, bởi vì nó là cái công việc mà nó tạo cho em cái niềm cảm hứng đó, gần như là nó bất tận và nó làm cho em cảm thấy lu mờ hết những thứ khác. Thì đó là cái điều mà em cảm thấy chắc chắn là mình sẽ còn biến hóa nhiều hơn với những dạng vai khác nhau. Trong cái phim này là cái mối quan hệ tình cảm của hai vợ chồng lúc đầu thì rất là hạnh phúc và lúc sau mới rạn nứt đúng không? Yeah. Thì để gọi là nhìn một người như Lãnh Thanh ngay từ lúc đầu thì cái điểm gì ở Lãnh Thanh để em cảm thấy em kết nối, mình yêu người này là chồng mình? Cái này cũng là một trong những cái kỹ thuật mà em nghĩ là bắt buộc ai làm một cái công việc nào thì họ cũng phải phát triển những cái kỹ năng để họ phục vụ cái công việc của họ. Là mình thật sự mình dành cái sự chú ý, cái sự chân thành của mình khi mà mình tiếp xúc với bạn diễn của mình, và cũng như là mình hoàn toàn tin vào cái điều mình đang thể hiện, mình đang hóa thân. Chắc chắn là khi mình gặp nhau ở trong cái dự án này, đó là cái sự hữu duyên rồi, và mình biết mình phải làm sao tốt nhất để mình có thể hợp tác với lại những người bạn diễn này trong dự án. Thì đó là cái điều mà em nghĩ là tất cả những diễn viên ở trong phim đều sẽ phải cố gắng để tạo nên cái sự gắn kết đó và để hoàn thành tốt nhất dự án. Nhưng mà nói chi tiết đi, ví dụ nhìn nó thấy điểm này là mình thích nè, chắc là chồng mình diễn ok kiểu vậy đó. Thật ra nha, đối với em nha, khi mà em tách rời ra em là Phương Anh Đào mà nhìn lại vào cái mối quan hệ nhân vật Hà và Sơ trong đó nha, em không hình dung được đây sẽ là người chồng tương lai của mình. Tại vì em còn ham chơi lắm. Em chưa nghĩ là em có thể bước đến cái giai đoạn mà hôn nhân hay là chọn chồng hay là như thế nào đâu, nên là em chỉ thật sự rất là yếu tố đặt vào công việc thôi. Nhưng mà Lãnh Thanh có phải cua của Đào không? Lãnh Thanh rất là dễ thương và là ru của rất là nhiều người, còn em thì đa phần là phải gặp gỡ và phải không phải là người đó có nhiều cái ưu điểm như thế nào, người đó đẹp trai ra sao là mình sẽ cảm thấy có cảm xúc, mà những cái thứ nó đã nói về cảm xúc thì rất là khó để mình trả lời rạch ròi bằng từ ngữ như thế nào của một cái người mang lại cho mình cảm giác đó. Thì Thanh sẽ là ru của rất nhiều người. Nhưng trong đó tôi nghĩ là tụi em có những cái tương tác về mặt là đồng nghiệp với nhau trong diễn xuất ok. Nhưng mà cái nhân vật của Thanh chứ không phải là Thanh nhé. Yeah. Cái nhân vật của Thanh ở trong phim á, nếu là em á, em thấy một người như vậy có một cái điểm nào để mình yêu được không? Khi mà em nhận cái kịch bản này á, cái điều mà làm cho em cảm thấy mà em gần được với cái nhân vật Hà, em cho họ một cái suy nghĩ á, là làm sao để gần được với nhân vật Sơn. Tức là mình biết cái anh chàng này á, ảnh sẽ có rất là nhiều cái hoài bão và ảnh cũng đang ở trong một cái sự cố gắng làm sao để mà cho cái sự nghiệp của ảnh, và đương nhiên cái người vợ là cái người bên cạnh là một người đã phát triển một cái sự nghiệp riêng lẻ rồi và có những thành công nhất định rồi, thì trong lúc đó người chồng cái bên của mình vẫn đang loay hoay tìm cái vị trí ở trong cái gia đình đó, trong cái sự nghiệp đó, thì cái sự mà tình cảm khăng khít với nhau và cả cái góc nhìn mà
muốn đồng cảm, muốn chia sẻ, thì cái điều đó là cái mà em cảm thấy là làm cho mình muốn gần cái nhân vật đó hơn, muốn hiểu nhân vật đó hơn và muốn support cái nhân vật đó nhiều. Tại vì thật ra coi phim này chị cũng không hiểu vì sao mà em lấy Sơn á. Tại vì theo tới cuối cùng là cuối cùng người yêu của em là người yêu cũ là sao, em lại chia tay, sao em đến anh này sao. Tất cả đối với chị nó đều rất là mơ hồ về cái mối quan hệ giữa mình. Nếu mà như vậy thì chắc chắn là chị đã phải coi lại lần nữa. Tại vì cái điểm thích ở trong phim này nha, đó là cái nhịp phim mà mọi người dựng nó rất là gãy gọn. Nó sẽ không có cái sự giải thích quá nhiều, nó không dành cái không gian để giải thích quá nhiều, nó không dành cái không gian để cho mọi người cho có nhiều cái bước phát triển, mà nó đang bắt ngang vào trong cái câu chuyện ở ngay cái khúc này. Thì khi mà mọi người xem lại lần nữa thì mọi người sẽ biết là lý do tại sao cái nhân vật Hà và cái nhân vật người yêu cũ lại rời xa nhau. Đó là bởi vì cái sự không chung thủy của cái người yêu cũ và cái sự theo đuổi rất là nhiệt tình, rất là quyết liệt của nhân vật Sơn dành cho Hà. Thì đó chính là cái mấu chốt ở trong cái mối quan hệ của những nhân vật này. Thanh á, không phải chỉ có là cảnh nóng mà là còn cảnh rất là mệt nữa. Thì những cái cảnh đó thì không biết là hai bạn đóng với nhau như thế nào hả? Nói như nào ta? Thanh á, nói chung là lúc mà đi quay á, Thanh bị rất là nhiều cái chấn thương. Em cũng vậy, cũng bầm dập. Nhưng mà tất cả mọi người khi mà biết là ô, tôi tham gia dự án này đã có những cái cảnh này đó, cái điều mọi người phải chấp nhận. Và mọi người mà đã làm việc cố gắng với cái tinh thần mà vì cái lợi ích chung á, và cái sự chuyên nghiệp của cái tính chất công việc mình đang theo đuổi, thì mọi người phải lăn xả thôi. Thì Thanh là một người rất là lăn xả. Có những ngày cậu ấy bị chấn thương, bị đập vào đầu á, Thanh đến và Thanh thấy em vừa đến, Thanh xà tới rồi Thanh nhõng nhẽo rồi Thanh mét là bị đập đầu rồi bị này cái này, ô thương quá, tại sao bị như vậy, kiểu như vậy. Nhiều khi em cảm giác nha, Thanh ở trong đó mang đến cho em cái cảm giác là như mình chị Thanh hay sao á ta. Đến nó nhõng nhẽo, nó nhè nhèo rất là nhiều, tức là có những cái rất con nít, rất là dễ thương. Mà còn lại là mọi người nói là những nhân vật khác chiếm sóng rất là nhiều đúng không? Nhưng mà thật sự đến lúc mọi người quay ở trên phim trường á, mọi người mới thương Thanh như thế nào. Gần như là 28 ngày quay, cũng không phải chính xác, em không nhớ rõ, 28 ngày quay thì hình như không có ngày nào không có mặt Thanh hết trơn. Thanh phải lăn xả từ sáng cho đến tối, quần quật luôn, làm không có biết mà mệt đâu, rất là nhiều năng lượng. Nhưng mà em có thể chia sẻ những cái cảnh mà nó ấm ấm giữa em với Thanh á, mặc dù chị thấy là tiểu xảo nhiều lắm, quay che góc nhiều lắm và em có mặc đồ nhiều lắm, nhưng mà dù gì thì cũng là trong phim là hai vợ chồng với nhau mà đúng không? Thật ra là em chủ động nữa. Đấy, bởi vậy em có thể chia sẻ. Em không dám mời người nhà, không dám mời bạn bè đi coi đâu nha, rất là ngại, rất là quê luôn á chị. Nói gì cũng nhiều phim rồi, cũng gặp nhiều bạn diễn rồi, nhưng mà khi mà cái câu chuyện, cái yếu tố trong phim đòi hỏi là mình phải lột tả cái tính cảm xúc và cái sự chân thật ở trong mức độ đó, thì con gái con trai gì bước vô cảnh cũng rất là ngượng. Xong cái chạy ra chị vô chậm đi đánh răng, chạy ra chị vô ngậm kẹo, chạy ra chị vô xúc nước xúc miệng, nói chung là xịt nước hoa, rồi nó làm rất là nhiều cái thứ để cho mình cảm thấy ồ, mình phải bình tĩnh lại, mình vô cái cảnh này. Và anh Thắng á, em rất là tin anh Thắng. Mặc dù đây cũng là lần đầu tiên em hợp tác với anh Thắng, nhưng mà anh Thắng ảnh cho em cái năng lượng là ồ, bạn cứ tin tôi đi, chắc chắn tôi biết cái nào, tôi biết cái giới hạn ở đâu, tôi biết như thế nào là sẽ làm cho bạn thoải mái nhất, tôi biết như thế nào nó là đẹp và nó hiệu quả trên phim. Và chắc chắn là mọi người luôn luôn lắng nghe và cố gắng tìm cái cách làm sao để cho mọi người có thể quần quật ở trong đó nhiều cảm xúc nhất. Nhưng mà nó phải tạo đến sự thoải mái và cái sự tin tưởng với nhau. Khi mình tin tưởng với nhau thì mình làm việc được rất là dễ. Thì mọi người luôn luôn là bàn luận xong rồi tìm góc này, tìm góc kia, giống như nãy em có chia sẻ rồi đó. Đây là một cái cảnh nóng mà em phải tương tác khá là nhiều về cái mặt biểu cảm. Em rất là quê, nhưng mà may mắn là nóng này nóng thiệt, nóng đổ mồ hôi thiệt, tại vì không cần gì hết. Từ trước giờ là em đóng vai một cô gái mạnh mẽ rất là nhiều. Dạ. Nhưng mà cái kiểu mà mạnh mẽ trong cái chuyện đó đó thì chị chưa thấy. Thành góc ra... khuất. Phim này nó có một góc khuất khác. Đúng rồi, những cái bản chất đó em khai phá là từ đâu, và em cảm thấy là khi mình đóng xong á, mình có cảm thấy mình khám phá ra được một cái điều gì đó thú vị về mình không? Dạ, vẫn quê và sợ. Sợ chết rồi. Khán giả và mọi người coi như vậy, rồi những cái anh chị khán giả, những cái bạn khán giả mà theo mình lâu, thương mình lâu năm như vậy á, mọi người có bị ngợp hay không, có bị bất ngờ hay không? Nhưng mà dù gì thì em cũng 32 rồi mọi người. Dù muốn hay không thì em cũng phải lớn khôn thôi, đúng không ạ? Thì nó cũng sẽ là mở ra một cái chương mới trong cái sự nghiệp sắp tới. Nhưng mà chắc chắn không phải là lúc nào có Phương Đào là sẽ có những cái cảnh táo bạo như vậy. Nhưng mà Miu Lê thì là cái style của cái cô đó là sống rất là độc lập từ xưa tới nay rồi. Mà Đào thì vẫn có cái liên hệ rất là khăng khít với gia đình. Và có hay có những cái chia sẻ với mẹ. Thế thì cái việc mà bạn đóng cảnh nóng như thế á, mà cái này cũng xin lỗi luôn, là quê bạn ở Cà Mau, thì nó thẳng ra là cái việc mà những cái hình ảnh và sự bộ phim này
Lên báo Vietnamnet chẳng hạn, đi làng xóm của bạn xem thì liệu là bạn có bị ảnh hưởng tới gia đình của bạn không? Thật ra là bố mẹ em chưa biết cái ý kiến, để em về em hỏi bố mẹ em. Ba mẹ ơi, thấy con nóng vậy thì ba mẹ thấy sao? Có gì ba mẹ tâm sự với con, nhưng mà em vẫn không dám đối mặt đâu. Nó vậy vậy mặt gì chứ hèn lắm mà em em không dám hỏi đâu. Nói chung là thôi giấu luôn đi. Tại vì nói gì nói chứ phim chiếu rạp đối với ba mẹ em là khi nào mà em mời ba mẹ em đến thì ba mẹ mới à con gái có sản phẩm này nè, còn không có mời là giống nhẹn thì ba mẹ cũng không biết đâu. Mình cứ xịt xịt nói nhỏ với mọi người trong nhà là cái này không nhám gì chứ á, kiểu như vậy thì ba mẹ sẽ không có ý kiến nhiều. Nhưng mà em biết chắc chắn nếu như ba mẹ em có biết á, ba mẹ sẽ là người luôn luôn tin vào cái lựa chọn của em. Bởi vì tất cả mọi thứ trong cuộc sống của mình đến ngày hôm nay thì là mình là người chịu trách nhiệm chính, và bản thân em cũng là người tự lập từ năm 18 tuổi mình bước ra khỏi nhà cho đến bây giờ. Và nói gì thì nói, khi mà mình có được những cái sự lao động nghiêm túc và có những cái thành công nhất định á, người lớn chắc chắn sẽ tin mình nhiều hơn. Cái cảnh mà em với ông đưa lên là tác động vật lý với nhau vậy em nè. Dạ, trời, cái cảnh ngày đầu tiên vô quay thì lúc đó là mình cũng rất là lóng ngóng. Tại vì em nói thật, cả cái người mà bị đánh và cái người được đánh thì nó cũng mệt như nhau thôi. Mình đánh như thế nào, điểm dừng ra sao, góc máy như thế nào, cái sự ăn gian của mình như thế nào, trong đó mình cũng rất là sợ. Sợ là chết rồi, dự án còn 28 ngày nữa. Mà mới ngày đầu tiên mà người xét cho mình cái cảnh nặng như vậy thì mọi người còn chưa kịp làm quen với nhau nhiều thì sẽ ra sao. Nhưng mà cả tụi em đều là những cái người rất là cố gắng vì cái lợi ích chung cho công việc, và cũng chia sẻ với nhau thẳng thắn rất là thật lòng. Thì mọi người sẽ hiểu khi mà đã chấp nhận mình làm những cái cảnh này thì có những thứ nó sẽ ngoài ý muốn chút xíu. Nó không có tránh khỏi. Thì lúc đó em cũng có bối rối khi mà, tức là em cũng không biết lúc đó là nó bị như vậy, cho đến hoàn thành cái cảnh luôn thì em mới biết là mình có cào trúng bạn diễn của mình. Thì mình đã ngay lập tức xin lỗi nhẹ nhàng và mình đền bù, đó là hai cái trứng cút. Sau đó thì nó còn là một bữa ăn nữa. Và qua cái phim này thì có hai cái mà chị thấy ở Đào. Thứ nhất là bắt đầu chịu dấn thân vào những cái mà góc giống như là người ta gọi là cảnh nóng, luôn là một cái rào cản của cái diễn viên nữ đó. Yeah. Phải muốn bước qua một cái chặng mới thì mình phải thử thách thử coi mình có chịu được thì hay không. Yeah. Cái thứ hai á là khi mà em tác động vật lý như Lê thì chị thấy em rất có tiềm năng trong những cái cảnh mà nó mang tính mà nó hơi hơi bạo lực và nó hơi gian một xíu, làm chủ cuộc chơi ha chị. Đúng rồi đó. Thì thành ra là chị đang hướng tới những cái vai diễn cái kiểu mà thủ đoạn mưu mô rồi quyền lực rồi không từ những cái hành động gì đó. Thì ý là chị không biết là cái mục đích của em khi nhận cái vai này là có để cho hướng tới sau này mình trở nên độc ác hơn, xấu xa hơn và kiểu villain hơn. Em là một cái đứa rất rất muốn là mình sẽ có những cái trải nghiệm nó giống kiểu tàu lượn siêu tốc vậy đó. Dự án trước như thế này, dự án sau mình sẽ thay đổi hoàn toàn cái hình tượng, thay đổi hoàn toàn cái dạng tâm lý, cả cái bề ngoài bên ngoài. Thì giống như mọi người thấy từ Cho Tàn Rực Rỡ cũng như qua đây, hai dự án xếp rất là gần nhau, thì đó là cái sự gần như là lực về mặt hình tượng cũng của em rất là nhiều. Và cũng như là đây là cái thời điểm mà em cảm thấy mình khá là chín mùi để cho những cái cảnh và những sự biến đổi mới về mặt hình tượng nhân vật của em. Chắc chắn là trong thời gian tới thì em còn muốn thể nghiệm cái nhân vật hơi gọi là giống như chị Tám nói đó, là kiểu hơi là ác nữ chút xíu. Nhưng mà trước khi đến tới cái giai đoạn đó em nghĩ nha, bản thân em cũng cần một khoảng nghỉ, một khoảng thở cũng như cho khán giả của em. Thì em rất là muốn là sẽ có những cái phim nó nhẹ nhàng, vui tươi, mang những màu sắc nó tươi sáng, tích cực để cho mình thực sự là mình detox. Một nàng, tạm gọi là một nàng hơi thơ thơ ở trong nhắm mắt thấy mùa hè ha, một người phụ nữ độc lập, tự tin vào bản thân mình của chàng vợ của em, hay là một cô cam phận ở trong Cho Tàn Rực Rỡ, hay là một phụ nữ cái kiểu style trầm cảm của Vô Diện Sát Nhân, cũng như là trong cái bộ phim này, thì cái khía cạnh nào của những nhân vật em đóng em cảm thấy em rất là thích và em muốn phát triển tiếp những cái kiểu như thế? Em là luôn luôn mong muốn nha, có thể là đánh được cả hai mảng phim nghệ thuật và cả phim thương mại thị trường, bởi vì mỗi cái đó cho em cái nguồn năng lượng rất là khác nhau, và cả những cái sự bổ trợ về mặt nghề nghiệp cũng như là nó cho mình rất là nhiều cái sức đề kháng ở trong nghề, cũng như những cái sự thể nghiệm rất là khác nhau. Những cái nhân vật đó, những cái điều mình cảm thấy là mình có thể gần, và mình một khi mình đã thể hiện cái dự án nào á thì trong cái giai đoạn đó mình là người rất là muốn cái nhân vật đó, rất là muốn cái dự án đó để mình có những cái thể nghiệm rất là khác nhau. Thì nhân vật nào cũng sẽ là lôi một phần ra từ con người của mình, lôi một phần ra từ sự tưởng tượng của mình. Nói là những cái nhân vật mà gần nhất với em thì chắc có thể vẫn là chàng vợ Cho Tàn, có những cái điều đó rất chân thành ở trong đó. Những cái loại mà cảm xúc mà trầm mặc ở trong đó, nó cũng là một cái thứ rất là thuộc về em. Trong thời gian sắp tới cũng sẽ có một cái nhân vật gần như là tổng hợp rất là nhiều thứ ngoài dự án này. Wow. Và chắc chắn là em không có chia sẻ gì thêm.